Xin chào các bạn, có thể thấy Android như một môi trường với số lượng cá thể đồ sộ, luôn tìm cách để cạnh tranh lẫn nhau đã dẫn đến một bức tranh toán loạn về Android không thể lộn xộn hơn, khi mà nhà sản xuất nào cũng không chịu kém miếng khó chịu và luôn tìm cách để có thể trở nên khác biệt, bao gồm cả việc cài các ứng dụng riêng vào các thiết bị của mình. Chính việc cố tình cài nhiều loại ứng dụng khác nhau lên thiết bị đã khiến cho trải nghiệm chung của những chiếc điện thoại Android thường rất tệ hại trong lần cầm máy đầu tiên, tức là khi bạn mới mua máy về, và cũng như những hệ lụy sau này từ mớ ứng dụng thừa thãi đó, như là gây tốn pin này, tốn tiền cho người dùng, gây chậm máy do liên tục chạy nền. Do đó mà tốt hơn hết là bạn nên xóa ngay những ứng dụng không cần thiết trên chiếc điện thoại Android của mình sớm nhất có thể để ít nhất là có được một trải nghiệm khá khẩm hơn. Và sau đây sẽ là những đề cử của Mac Channel về top 5 loại ứng dụng mà bạn nên xóa sổ ngay lập tức trên các thiết bị Android mua lần đầu tiên. Đầu tiên đó là các loại ứng dụng đóng mác tiết kiệm RAM. Đây là một loại ứng dụng thường được cài sẵn và thậm chí là tích hợp luôn vào một phần giao diện của các chiếc điện thoại Android có xuất xứ từ Trung Quốc. Ngay ban đầu thì ý tưởng của nhà sản xuất có thể tương đối dễ nghe là giúp cho hiệu quả trong việc giải phóng bộ nhớ đệm và làm thiết bị nhanh hơn. Tuy nhiên thì thực chất đây lại là một lời nói dối. Về cơ bản thì các ứng dụng dạng task killer này sẽ đóng vai trò trong tiến trình chạy nền. Điều này sẽ có hại cho các tuổi thọ của pin cũng như là thời gian thực thi công việc lần sau. Bởi vì mỗi khi bạn mở những loại ứng dụng này ra thì nó sẽ phải tải lại tất cả từ đầu vì dữ liệu nền cũ trên RAM đã bị xóa. Hiện tại thì các phiên bản Android mới nhất hoặc đơn giản là từ bản Android 5.0 trở đi đã cung cấp một giao diện đa nhiệm tốt hơn, ổn định cũng như là quản lý bộ nhớ ứng dụng khi chạy nền hiệu quả hơn, nên là bạn có mở bao nhiêu ứng dụng đi chăng nữa thì cũng chẳng cần phải quan tâm đến một ứng dụng dạng này làm gì. Thứ hai đó là các loại ứng dụng dọn rác. Tiếp tục lại là một thể loại ứng dụng nữa được nhiều nhà sản xuất tích hợp vào các loại Android của mình. Có thể chỉ mặt tận tay ứng dụng dọn rác nổi tiếng nhất và cũng là tai tiếng nhất trên chiếc điện thoại Android chính là Clean Master, được xuất xứ từ Trung Quốc. Các nhà phát triển thường quảng cáo ứng dụng này sẽ khiến cho thiết bị trở nên sạch sẽ hơn này, thậm chí là còn có thể sạch bóng các tập tin quảng cáo rác, thư mục tạ để giúp thiết bị vận hành trơn tru hơn. Nhưng đây thực chất lại là một con dao hai lưỡi, bởi chính các loại ứng dụng dọn rác này còn có thể chạy ngầm và ngốn RAM lẫn pin kinh dị hơn rất nhiều so với các loại ứng dụng khác. Mac Channel xin mách cho bạn hai cách để có thể dọn rác đơn giản trên Android mà không cần phải tải những loại ứng dụng thứ ba này làm gì. Cách thứ nhất, hãy vào Setting, sau đó vào Storage, ấn vào cách Data. Hộp thoại sẽ hiện ra xác nhận và bạn chỉ cần ấn vào nút OK, như vậy đợi một chút là xong. Cách thứ hai, vào Setting, Apps, Download, ấn vào ứng dụng bạn cần xóa bộ nhớ cache và ấn vào nút Clear cache. Nếu bạn là một người yêu thích sự nguyên bản hay đơn giản là chiếc điện thoại Android của bạn thực sự mạnh mẽ và là công cụ trợ giúp đắc lực cho bạn trong công việc, thì mình chắc chắn rằng bạn không phải là một người thích rút máy, hoặc là đơn giản hơn thì bạn luôn cẩn trọng trong mọi phần mềm mà bạn cài đặt trên Android của mình. Vậy thì một phần mềm diệt virus hay là quét mã độc có ý nghĩa như thế nào với một thiết bị Android vốn đã quá an toàn của bạn? Dĩ nhiên câu trả lời là hoàn toàn vô dụng, hãy vứt hết tất cả nó với những cái báo cáo mị dân của các công ty bảo mật về thực trạng Android dễ nhiễm virus. Mà thay vào đó thì Mac Channel khuyên bạn hãy tối ưu thiết bị của mình có thể dùng cho công việc của chính bạn, bao gồm việc loại bỏ ngay một phần mềm diệt virus, bởi cũng như là những cái vấn đề mà Clean Master đã nói trên, những vấn đề này thì sẽ chẳng có tác dụng gì đối với bạn cả, ngoài việc chạy ngầm và đốt hết pin của bạn. Thứ tư đó là các loại ứng dụng siêu tiết kiệm pin. Tương tự như cái cách quảng cáo của Clean Master hay là phần mềm diệt virus, ngay cả trên RAM Manager ở trên thì các nhà phát triển các loại ứng dụng siêu tiết kiệm pin này cũng thi nhau vẽ vời ra một loạt các phép lạ sẽ dẫn đến cho chiếc điện thoại của bạn một phần mềm được cài vào máy bằng cách yêu cầu các quyền truy cập nhất định để các ứng dụng này được giám sát tiến trình chạy nền một cách thông minh. Tuy nhiên, chính các nhà phát triển ứng dụng này lại cố tình lờ tịt đi một mặt trái của loại ứng dụng, đó là chính nó sẽ đang góp phần làm giết chết đi cục pin chiếc điện thoại Android của bạn do chạy nền liên tục và đưa ra các cảnh cáo pin liên tục cũng như là khai thác dữ liệu nền để phục vụ cho mục đích quảng cáo. Do đó mà trừ khi bạn rút thiết bị thì tốt nhất là đừng cài bất cứ ứng dụng nào đóng mác tiết kiệm pin. Bên cạnh đó thì các phiên bản Android mới, tức là tự động tiết kiệm pin tối đa cho chiếc điện thoại Android một khi đã kích hoạt, nên là bạn không cần phải có một lý do gì để có thể cài đặt những ứng dụng này. Hoặc Mac Channel có thể mách bạn một công cụ để tiết kiệm pin trong máy, đó là truy cập vào Setting rồi vào Pin, tìm đến ứng dụng tốn pin nhất và buộc dừng nó. Dĩ nhiên đây chỉ là cách tạm thời để giúp cho bạn có thể duy trì lượng pin ít ỏi còn lại lâu nhất có thể. Các dịch vụ cài sẵn của nhà mạng
đó là đề cử cuối cùng của Mac Channel và có lẽ cũng là thứ đáng ghét nhất mà bạn nên loại bỏ khi tậu một chiếc Android mới về, nhất là với những phiên bản sách tay đến từ các nhà sản xuất như là Mỹ, Nhật, Hàn hoặc là Trung Quốc. Các phần mềm cài sẵn này thì đều được gọi chung là Bloatware, với đặc điểm là tích hợp các dịch vụ của nhà mạng sở hữu tại các thiết bị như là chăm sóc khách hàng, quản lý thông tin hoặc là một số liên kết ứng dụng hợp tác. Dĩ nhiên thì hầu hết các dịch vụ này đều tỏ ra khá là vô dụng tại thị trường của nước ta, cũng như là phát huy tốt vai trò gây khó chịu khi mà chạy nền vô tội vạ chỉ sau một lần ấn nhầm của người dùng. Bên cạnh đó thì điều đáng ghét là hầu như các ứng dụng này đều bị gắn chết với bản ROM của điện thoại, nên là việc gỡ bỏ nó là điều không thể, và thậm chí là còn ảnh hưởng đến cả hiệu năng của bản ROM nếu như bạn cố gắng gỡ nó sau khi rút máy. Do đó mà điều tốt nhất có thể làm là tắt ứng dụng này đi. Bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập vào Setting, tìm đến Application, rồi đến On Apps và tìm đến vị trí ứng dụng và chọn Disable. Tuy nhiên điều này cũng khá là hên xui vì một số ứng dụng của nhà mạng lại tích hợp quá sâu và có liên kết trực tiếp với các thành phần cứng, nên là bạn không thể tắt đi hoặc là gỡ bỏ nó. Thay vào đó thì bạn cũng có thể đóng cưỡng bức của tiến trình nền với nó hoặc là khởi động lại máy, ít ra thì điều này cũng không còn khiến cho ứng dụng chạy ngầm lần sau nữa. Nhìn chung, việc trông thấy những ứng dụng chướng mắt này là một điều khó tránh khỏi khi bạn mua một thiết bị Android mới, dĩ nhiên là trừ trường hợp đặc biệt mang tên là Nexus hoặc là Pixel, nên là việc sống chung với lũ là một điều bình thường khi mà bạn chọn sử dụng một hệ điều hành của con robot xanh. Do đó mà việc trang bị cho mình một vốn kinh nghiệm cũng như là việc nhận biết, sử dụng và cách thức để giúp tăng tốc thiết bị của mình là một điều nên làm khi bạn muốn gắn bó lâu dài với một thiết bị Android nói chung và hệ điều hành này nói riêng. Chuyên mục của chúng mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mac Channel.